AFC Asian Qualifiers Road to Qatar trọn vẹn trên FPT Play và truyền hình FPT. Chúng ta đang đứng cạnh hàng tấn công dụng cụ để chuẩn bị cho một điều rất đặc biệt sẽ có trên sân Mỹ Đình trong trận đấu được diễn ra vào ngày 7 tháng 9. Đó chính là những biển quảng cáo được dựng quanh sân. Như các bạn có thể thấy, đây sẽ là lần đầu tiên mà chúng ta được tiếp cận với một công nghệ đang trở nên cực kỳ hiện đại và có một cái xu hướng rất mạnh mẽ trên thế giới. Bóng đá cùng sự phát triển ở thời hiện đại luôn là miền đất hứa cho những không gian quảng cáo với các nhãn hàng. Và khi đó, các bảng hiệu trên sân dù vô trí vô giác nhưng lại đáng giá hàng triệu đô la. Hiểu đơn giản, mỗi lần hiển thị logo và sản phẩm trong trận đấu đồng nghĩa với việc hàng triệu người hâm mộ sẽ theo dõi họ bị tác động vào tâm trí và trở thành những khách hàng tiềm năng. Khi đó, những cái đầu marketing luôn đề cao tính tối ưu chi phí với mong muốn sản phẩm bán ra ở từng vùng lãnh thổ sẽ được hiển thị nhiều nhất và thậm chí sẵn sàng gạt bỏ những đối thủ cạnh tranh từ ngoài vùng lãnh thổ. Từ đó, công nghệ quảng cáo ảo ra đời rồi trở thành xu hướng mạnh mẽ đánh dấu từ tháng 2 năm 2018 khi Bundesliga chính thức áp dụng tại các bảng quảng cáo trên sân từ châu á cơ quan quyền lực bóng đá nhất châu lục afc cũng ý thức được họ cần thêm những nguồn doanh thu để phát triển nền bóng đá cuộc chơi bắt đầu và nó sẽ xuất hiện tại sân vận động mỹ đình với tên gọi chính thức vgm, so VGM is visual. VGM viết tắt cho Visual Go Math. Điều khiến VGM trở nên khác biệt là chúng tôi có thể cung cấp bốn nguồn phát sóng khác nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi đã có nguồn phát sóng Workfish giống với nguồn phát sóng tại Việt Nam và thêm những nguồn phát sóng theo những quảng cáo được đặt trước dành riêng cho Trung Quốc và Nhật Bản. Mỗi nguồn phát sóng sẽ có những quảng cáo khác nhau trên các bảng quảng cáo LED, được sắp xếp cụ thể theo từng quốc gia. Nhờ vào công nghệ VGM, cùng một quảng cáo nhưng có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ khác nhau, phù hợp cho từng đối tượng người xem tại từng vùng lãnh thổ, thậm chí là thay đổi hoàn toàn quảng cáo để phù hợp cho từng quốc gia. Ví dụ như tại Việt Nam, nơi các trang cá độ bóng đá bị cấm hoàn toàn, các nhãn hàng khác sẽ thay thế trên nguồn sóng chỉ có tại Việt Nam. Trong lần đầu tiên được xuất hiện trên sân Mỹ Đình, những khó khăn là không thể tránh khỏi, nhưng từ phía ban tổ chức, họ đã đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết triệt để Khó khăn nằm ở việc góc máy khá nhỏ bởi camera đặt khá gần mặt sân. Ở phần dọc sân, đường pitch khá rộng vì thế chúng tôi phải có những điều chỉnh sao cho camera được đặt cao hơn để lấy được toàn cảnh rộng hơn, xa hơn. Khi các công tác chuẩn bị mặt sân hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa để chính thức đưa VGM vào vận hành trong trận đấu giữa Việt Nam và Úc. Rõ ràng, trong cuộc chiến để tồn tại và phát triển, bóng đá châu Á đã có những bước chuyển mình để theo kịp thời đại. VGM là một trong số đó, nó xuất hiện ở những nước có sự phát triển của bóng đá như Nhật Bản, Úc và giờ đã hiện diện ở Việt Nam trong lần đầu tiên chúng ta tổ chức một trận đấu thuộc vòng loại cuối một kỳ World Cup. Vâng thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng cạnh dòng biển quảng cáo có chữ AFC Asian Qualifiers Road to Qatar. Điều này đã ghi nhận hai sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Đầu tiên, chúng ta đều biết là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có mặt tại vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup. Và điều thứ hai là sân vận động Mỹ Đình giờ đã có thể tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế với những công nghệ như VR, VGM đã đi theo kịp với sự phát triển của bóng đá hiện đại. Đó là một điều mà chúng ta phải ghi nhận. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.